Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Hiếu sẽ lên cho các anh chị xem cái mẫu con SH Mod phiên bản tiêu chuẩn màu trắng đen ha. Thì hôm nay trong gần cuối tháng 7 đầu tháng 8 này, SH Mod nó có cái phần là giá nó cũng tương đối ổn nha. Đặc biệt là cái phiên bản tiêu chuẩn màu trắng đen này thì đa số các bạn nữ khá là thích bởi vì cái vẻ sang trọng của nó. Ở đây đối với cái phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại SH Mod nó sẽ có 3 màu, đó là màu đỏ, màu xanh và màu trắng đen như thế này. Đó. Giá hôm nay trong cuối tháng 7 thì con SH Mod này nó đang màu trắng, nghiễn màu trắng ha, nó khoảng 59 triệu rưỡi. Còn đối với màu xanh và màu đỏ thì nó khoảng 57 triệu thôi các bạn. Nó cũng giống nhau nhưng mà do cái màu trắng này nó đang rất là hot luôn, rất là đẹp. Các bạn nữ rất là thích con này, nó lên là sang trọng ngay. Ngoài ra thì nó sẽ có cái bản cao cấp là màu xanh, xanh đen, đỏ đen. Thì hôm nay nó giá cũng là khoảng 67 triệu thôi. Đó là giá này đã có bao gồm thuế VAT cho mình rồi. Và hôm nay cái con bản đặc biệt màu bạc nhám thì nó sẽ có giá khoảng là 69 triệu đã có thuế VAT. Riêng màu xám xi măng hôm nay giá vẫn còn đang ở mức hơi cao, đó là khoảng 71 cho đến 72 triệu đối với màu xám xi măng ha. Phiên bản thể thao trang bị thắng ABS. Thì dòng SH Mod này thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ có thắng thường thôi. Các anh chị mà đi mua xe thì mình chỉ cần nhìn vào cái phần thắng trước là mình biết thắng thường hay là ABS ngay. Đó, con xe này là nó thắng kết hợp combi rack. Ở phía đĩa trước là nó không có cái vòng thoát xung ha. Đó. Phía sau vẫn là phanh tang trống bình thường. Rồi, trắng đen đời 2023 này thì cái tông màu chủ đạo là màu trắng yên đen nha, còn mà yên nâu thì cái đời trước. Rồi, động cơ khá là mạnh mẽ luôn và tiết kiệm xăng cũng khá là tốt. SH Mod này thì chạy nó cũng rất là êm à. Đặc biệt cái là con này nó tiện ích rất là nhiều. Trang bị khóa Smart Key. Khóa này rất là an toàn ha và sang trọng nữa. Ở phía trước có hộp đựng đồ. Ở trong này nó có cái sạc điện thoại luôn các anh chị. Sạc điện thoại, nhưng mà cái sạc điện thoại trong này thì mình để cái điện thoại smartphone lớn lớn bây giờ nó không có vừa. Thì thành ra cái này mình cũng hạn chế xài ha. Cốp đựng đồ này mình có thể đóng lại rất là dễ dàng. Các anh chị nào mà đã có sử dụng dòng SH Mod rồi, không biết có để ý không, cái remote của mình ở phía sau này nó có một cái logo mà nội cái logo mà họ dập cái Honda nè, chữ mạ rơm nhìn rất là đẹp, rất là sang ha. Remote thì nó sẽ có hai nút và ba chức năng. Thì hôm rồi mình có hướng dẫn các anh chị về cái chìa đen này để mở yên khẩn cấp đó, thì các bạn có thể xem lại những cái video ngắn để mình gặp trường hợp khẩn cấp để mình lấy ra mình xài ha. Con này thì đối với những bạn nữ có chiều cao khoảng 1m55 ở 1m55 đổ lên thì mình chạy cái dòng SH Mod này khá là tiện lợi và cũng dễ dàng hơn ha. Còn các bạn mà có chiều cao khiêm tốn chút xíu, mình có thể chạy bản Vision. Đó, bản Vision thì có những cái bản đặc biệt cao cấp hay là tiêu chuẩn. Còn riêng SH Mod này mình lên mình bị nhón chân lắm nha. Đó, sàn để chân con SH Mod này cũng rộng lắm mình, cho nên cái khoảng trống này mình ngồi khá là thoải mái. Đây, màu trắng, màu này mấy nay ở khu vực Trà Vinh bán rất là chạy luôn, màu trắng rất là đẹp, rất là sang trọng luôn nha. Thì ở tháng mới hôm nay thì các bạn trả góp thì chỉ cần trả trước khoảng tối thiểu 20% giá trị xe thôi, mình có thể mua xe được rồi. Ở khu vực Trà Vinh mình cứ ghé trực tiếp hết Thành Hiếu để mình xem cái mẫu SH Mod này. Hôm nay thì hết đang có đầy đủ các màu sắc luôn, trắng, xanh, đỏ, đen nhám hay là bạc nhám rồi xám xi măng. Đó, giá cực kỳ tốt, có hỗ trợ trả góp luôn và lãi suất cũng khá là ưu đãi đó các bạn. Rồi thì cái tiếp sau mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái dòng xe SH lớn nha, để mình tham khảo giá SH lớn hôm nay cũng tốt lắm. Rồi, clip cũng kết thúc tại đây và hẹn các bạn lại clip sau nha.